Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong hôm này có gì hot ngày 17 tháng 6 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Mình là Hải Sơn. Phải tận đến tháng 9 thì Galaxy Note 8 mới được ra mắt, nhưng trong những ngày trở lại đây thì những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về thiết bị flagship sắp tới của Samsung đã ngày một nhiều hơn. Và mới đây thì ông trùm rò rỉ Ice Universe đăng tải một hình ảnh được cho là hình ảnh render chính thức cho mục đích marketing của Note 8. Tuy nhiên hình ảnh bên trên thì chỉ hé lộ cho chúng ta về màn hình vô cực của máy, chứ không hé lộ quá nhiều điều về những thông tin mà chúng ta vẫn còn đang thắc mắc như là cụm cảm biến vân tay sẽ ở đâu. Dù sao đi nữa thì Galaxy Note 8 chắc chắn sẽ là một thiết bị được thừa hưởng những nét đẹp tinh tế nhất trên Galaxy S8 hiện tại. Sau khi lần đầu tiên được giới thiệu tại CES 2017 thì cho đến tận hôm nay Zenfone AR mới chính thức được bán ra. Zenfone AR là thiết bị đầu tiên hỗ trợ cả nền tảng thực tế ảo Daydream VR và tăng cường thực tế Tango của Google. Bạn có thể tưởng tượng Zenfone AR sẽ làm được những điều mà Apple vừa mới demo tại WWDC 2017. Về mặt cấu hình thì Zenfone AR mặc dù chỉ sở hữu cho mình vi xử lý Snapdragon 821 nhưng mức RAM lại lên tới 8GB cùng cụm camera kép 23MP đi kèm cảm biến theo dõi chuyển động và cảm biến chiều sâu. Mức giá của Zenfone AR hiện tại sẽ vào khoảng 18,7 triệu đồng. Theo các chuyên gia bảo mật đến từ Chemicro thì phần mềm độc hại mang tên Xavier đã được cài đặt sẵn trong hơn 800 ứng dụng Android miễn phí, bao gồm cả các chương trình chỉnh sửa ảnh và thay đổi hình nền. Phần mềm độc hại này là một thư viện quảng cáo, nhưng gần đây thì đã phát triển để có thể thực thi mã độc từ xa và ăn cắp thông tin của người dùng. Điểm đặc biệt là số lượng người dùng dính phần mềm độc hại này thì nhiều nhất đến từ khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Vì vậy, nếu như ai các bạn đang sử dụng những thiết bị Android thì chỉ nên tải về những phần mềm các ứng dụng có nguồn gốc rõ ràng và từ các nhà phát triển uy tín thôi nhé. Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider, ông Ryan Gavin, giám đốc quản lý mảng Surface tại Microsoft nói rằng iPad Pro là một thí dụ rõ ràng cho việc Apple bắt chước Microsoft tạo ra các thiết bị 2 trong 1. Tất nhiên thì Microsoft cũng chú ý và học hỏi từ các đối thủ của mình. Nhưng theo ông Gavin thì khi phát triển phần cứng của Surface, Microsoft hoàn toàn không hề nhìn vào Apple. Họ làm ra Surface bởi khách hàng của họ muốn. Muốn có được những thế mạnh từ sự linh hoạt của Surface Pro hay sức mạnh của Surface Book. Vậy còn bạn thì sao? Theo bạn thì Apple có đang bắt chước Microsoft hay không? Angry Birds đã từng là một tựa game nổi đình nổi đám. Tuy nhiên thì vì không có quá nhiều sự thay đổi nên tựa game này đã dần dần phai nhạt đi và đi vào dĩ vãng. Tuy nhiên thì phiên bản lần này, chú chim điên thì có vẻ đã dậy thì thành công hơn. Với một lối chơi hấp dẫn hơn phiên bản cũ, Angry Birds Evolution mới nay còn hấp dẫn hơn, dẫn dữ hơn với một đồ họa 3D cực đỉnh, cùng với các hiệu ứng cháy nổ cực kỳ sinh động. Vậy còn chần chờ gì nữa mà các bạn không tải ngay tựa game Angry Birds Evolution về máy ngay hôm nay? Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot vào tuần sau. Mình Hải Sơn. Peace.